Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt hai bị cáo trú tại tỉnh Quảng Trị là Trương Thị Kiều Trang, 23 tuổi, Nguyễn Công Được, 19 tuổi, đều cùng mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, từ cuối tháng 12 năm 2020, Trang vào Đà Nẵng lấy vỏ bọc là nhân viên sửa ba, nhưng thực chất vẫn ngấm ngầm liên hệ lấy ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn thành phố. Trang thỏa thuận với Được sẽ lo ăn ở, chu cấp tất cả, đổi lại Được phải đi giao ma túy cho Trang. Đến ngày 12 tháng 3, Được bị công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang khi đang nhận 2.000 viên ma túy thuốc lắc gửi từ Quảng Trị về bến xe trung tâm thành phố. Khám xét nhanh nơi ở của Được tại phường An Hải Bắc, phát hiện thêm 800 viên thuốc lắc, 120 gram ketamine, 2 cân điện tử và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Mở rộng án, công an thành phố đã bắt khẩn cấp Trang tại một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thu giữ 130 triệu tiền mặt, 5 gram ketamine và các vật chứng có liên quan khác. Trước hội đồng xét xử, Trang và Được đã tỏ ra ăn năn và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.